Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee, gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày mùng 8 tháng 12 hàng năm, Giáo hội mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nhưng năm nay, ngày lễ này rơi vào Chúa Nhật thứ hai mùa vọng, nên ngày lễ này được dời và mừng long trọng vào ngày hôm nay, mùng 9 tháng 12. Chúng ta hãy theo chân sứ thần Gabriel đến thành Nazareth gặp một trinh nữ rất xinh đẹp, tên là Maria. Chúng ta cùng cất lên lời chào cùng với sứ thần: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phước." Lời chào ấy hẳn sứ thần đã được Thiên Chúa truyền phải nói như thế khi gặp Maria. Lời chào đó không phải xuất phát từ môi miệng của chúng ta, không phải từ những người láng giềng quen biết thân thuộc của Đức Maria. Lời chào ấy được cất lên từ môi miệng của vị thiên sứ của Chúa. Qua lời chào đầy kính trọng ấy, giờ này và hôm nay, chúng ta cùng cất lên lời ca tụng Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Kính mừng Maria đầy ơn phước. Ơn vô nhiễm thực sự cao trọng hơn tất cả vì ơn ấy chỉ dành cho Mẹ Maria. Vì Maria đẹp lòng Thiên Chúa, ơn ấy cũng cao trọng và lạ lùng, vì mẹ mang thai không bởi tự nhiên như con người, mà bởi quyền năng Thánh Thần. Thế nên, ơn vô nhiễm càng tô điểm thêm cho nhân đức tuyệt mỹ của mẹ. Xưa Thiên Sứ kính chào Mẹ Maria, nay chúng ta cũng kính chào mẹ đầy ơn phước qua lời kinh kính mừng đơn sơ chúng ta dâng lên mỗi ngày. Qua lời kinh ấy, chúng ta cầu xin mẹ nhớ đến chúng ta. Mẹ Maria là mẹ chúng ta, vì mẹ đã sinh đấng cứu thế cho chúng ta. Chúng ta cầu xin mẹ vì chúng ta là kẻ có tội, là kẻ yếu đuối, dễ sa ngã. Chúng ta cùng kêu xin mẹ gìn giữ chúng ta được thanh sạch, sạch từ trong tâm trí, trong tâm hồn, đến sạch cả nơi thân xác chúng ta. Xưa mẹ nói lời xin vâng với Thánh Ý Thiên Chúa, mẹ đã để cho mình thuộc trọn về Chúa. Chúng ta hãy noi gương mẹ, hiến dâng cuộc đời mình cho Chúa và xin Chúa thương làm mọi sự theo ý Ngài. Mẹ đã sống đẹp lòng Chúa khi cất lên tiếng xin vâng. Chúng ta mỗi ngày cũng hãy cất lên tiếng xin vâng
và luôn luôn làm theo thánh ý Chúa mỗi ngày. Lạy mẹ Maria, xin giúp chúng con luôn biết cất lên tiếng xin vâng như mẹ, để trong mọi hoàn cảnh, giàu hạnh phúc hay khổ đau, chúng con đều sống theo thánh ý Chúa như mẹ. Amen.